Xin chào đại gia đình Thích Trồng Cây. Hôm nay mình không phải quay về khu vườn của mình mà mình tổng hợp những cái video mình đã từng quay ở các cái gia đình khác tại Sài Gòn. Thì phân nhiều và nắng nhiều là hai yếu tố mà không cần kỹ thuật thì cây cũng đã ra nhiều trái rồi. Đó, mà nếu kết hợp thêm được kỹ thuật nữa thì không còn gì bằng. Mời các bạn theo dõi nhé. Trước đó thì em có đất sạch với phân bò á, phân bò em ủ nè, ủ 3 tháng. Ủ hả? Dạ, phải ủ. Ủ bằng Trico Đạt Ma hả? Đúng rồi, chính xác. Dữ dằn hả? Ủ này cũng là lâu, cũng khoảng 2-3 tháng bây giờ vừa xài. Trời, quá hả? 3 tháng hả? Cái này mình lấy đồ mình cạo xương lên, sơ lên cái là nó tơi lên hết. Coi như mình rải Trico Đạt Ma lên trên. Mỗi lớp mình mỗi rải, mỗi lớp mỗi rải. Mỗi lớp mỗi rải. Chứ khỏi hơi trong quá trình ủ là không cần xáo trộn lên hả? Không. Mình tưới nước xương cho nó giữ ẩm á. Từ vậy là tưới sạch. Này đất này mình trộn khoảng chừng 3 tầng lễ rồi nè. Để đây. Trộn xong để đó. Để đó. Trong vòng để nắp lại. Để nắp vậy đó. Cho nó giữ nhiệt. Giữ nhiệt lại cho nó chết mấy cái vi sinh côn trùng rồi trong đó nó lúc mà còn phân còn đất cũ giống đó vậy đó. Mắm dầu. Trộn thêm mắm dầu. Bánh dầu hả? Dạ. Bánh dầu đậu phộng. Cũng trộn lúc làm đó hả? Làm dạ. Đất hả? Này là phân hữu cơ căng chậm hả? Vi sinh á. Này là con gà hả? Con gà đúng rồi. 343. Dynamic hả? Dynamic. Cái thùng vậy mình cho nó khoảng chừng tầm 300g, 400g. Với 300g mấy dầu nữa. Đóng vô, rồi con bò. Trong thành phần đất là có những gì trong đây? Trong thành phần đất là em trộn phân bò, phân gà đã ủ mai với lại nấm Trico, cho chấu tươi, cho chấu vun với sơ dừa. Có sơ dừa với cho chấu là mình phải xả chát, xả mặn. Với lại đất thịt nữa. Đất thịt là kiếm xung quanh đây hả? Dạ, đất thịt lấy ở bên ngoài em. Lấy trên á. Hay quá. Là cái đó là ban đầu đúng không? Dạ, ban đầu. Còn về sau cái đất này nó cũ rồi á thì mình chỉ có trộn thêm phân bò, phân gà và nữa với lại chút nấm Trico để cho chị nấm nấm Trico Đạt Ma. Coi như vườn này Là em sử dụng hữu cơ chứ không có sử dụng không có chút nào vô cơ cả. Cổng phân lên lầu xong rồi đổ ra đất, bắt đầu trộn Trico lên, xong rồi hốt vô thùng, lại hốt lại vô thùng, đó, hốt vô mấy cái thùng này nè, để ủ, đây phân bị ủ nó mục hoài rồi đây nè, đó. Coi như là mà phân bò phải đi mua tại chuồng. Dê cũng mua tại chuồng hả chị? Dê mua tại chuồng luôn. Rồi. Đó này phân dê không á. Đó, chị đang ủ đây nè. Trên là một lớp vỏ trấu.
trấu này là chị tiện thể thì chị đổ lên thôi. À, chủ yếu là trico đẹp ma. Chủ yếu là trico với lại lanh. Lanh lanh cũng nhiều lắm. À. Cứ một trico thì phải hai lanh. Ừ. Ủa bao giờ mà mấy cái cục mà lanh là hóa học mà. Nhưng mà buộc phải có lanh. À thế à. À, buộc là phải có lanh để ủ ủ tất cả ủ rác hay là ủ phân đều phải có phân lanh hết. Lanh nó là P đó. Ừ. Phốt pho ạ. Rác nhà bếp. Ừ. Rác nhà bếp ủ nhiêu đây nè. Ôi giời. Nhà toàn phân thôi. Nhà toàn phân. Rồi còn nhà rồi còn còn chế mấy thứ này nữa chị. Dịch. Dịch. Cái này là IM. À, IM. IM chị ủ đây nè. Ôi giời. Ủ. Còn cái này là phân phân dơi. À. Dơi chị ủ bằng IM. Ôi giời ơi. Ủ bằng IM á thì nó mau phân hủy tốt hơn là ủ bằng trico luôn á. Mà ít hôi hơn hả? IM người ta dùng để phun khử chuồng gà rồi phụ khử ao nuôi tôm rồi đó. Dạ. Yeah. Khử mùi phân rồi khử khuẩn nữa. Hoặc là cái này mình pha tỷ lệ loãng loãng là mình xịt lên lá vừa là phân mà vừa là thuốc trừ sâu luôn. À. Thuốc trừ rầy, thuốc trừ sâu, trừ nấm rồi đó. Nhưng mà cách chế nó làm sao chị? Cái IM này người ta tổng hợp ở trong đất là từ cái con vi khuẩn xong rồi người ta chế ra IM gốc, người ta trích xuất á. Yeah. Ra IM gốc xong mình mua IM ở gốc về bắt đầu mình pha với lại rỉ mật nè. Rỉ mật. Rỉ mật đây nè. 1 lít rỉ mật nè. À, 1 lít IM gốc với 18 lít nước. Nước sạch là thành 20 lít. Mình pha đều xong mình bỏ vô hồ bình này mình ủ 7 ngày là mình xài được. Ôi giời. 7 ngày xài được là lúc đó là mình một là mình pha ra mình xịt tưới rau. Hai là mình ủ phân đầu cá hay là tất cả các loại phân mà động vật á. Ủ cái này chị ủ đầu cá hả? Một tuần là nó ngấu rồi. Một tuần là nó y như mắm nêm vậy đó. Nó rã ra nó hồng hồng như mắm nêm vậy đó. Mà nó không bốc mùi hả chị? Nó đỡ mùi chứ. Làm sao đầu cá mà hết mùi. Sẵn này để đó đó. Trấu một lần làm hai cái bao bự tổ gố vậy nè, chở đi công an nó phạt luôn, nó kêu chở hàng cồng cành. Chỗ sống á. Trời ơi, nhìn vậy chắc mấy người sắp lập vườn ngán quá. Ngán quá, cực lắm luôn. À. Cứ thấy cây thì thích. Dạ. Nhưng mà đâu có biết là mình cực lắm đâu. Đó, cái thùng trường quế màu xanh, thùng rác đó chị ở góc vườn đây nè. Đây không? Không, không, thùng màu xanh lá cây. Đây, đây nè. Đây, đây. 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 Quyền, đây này có cây này này, móc trường. Ý, nhà vậy làm mấy cái phi to nó cắt ra là được mà. Nhưng mà anh thùng phải làm... Thùng trường quế. À, đúng rồi. Đó. Rồi. Đây. Em mà cứ dịch trường quế đó, là em pha ra xong rồi em móc và phân dê em ủ rồi bóc nhuyễn ra em tưới hả? 3 ngày sau là nó lên. Nó lên u nó lên xanh um luôn á. Trời anh đến cạnh xanh nó nhiều cái em biển ma tuyệt vời. Ồ. Đây. Vườn xịn mà. Vườn của em. À. Suốt cả sáng đến tối em cứ lên đây. À. Cứ đi về là phải ra vườn tí không thì nó mới yên được. Làm em sao thì... để cây là tươi tốt như thế này, lá to như thế này? Em cứ trồng một lứa là em để đất nghỉ độ một tháng là ít nhất. À. Em không có trồng liên tục. À. Xong là em lấy phân gà em ủ. À. Em phải ủ mấy tháng nhanh. À. Phân gà đó em hốt, em ủ cả cho trấu. Xong em lên em trộn. Có khi 40-60, tức là 60 đất cũ, 40 thêm phân cho trấu nữa. À. Rồi em bắt đầu trồng cây. Ừ. Khi trộn thì em cho thêm một ít vôi bột. Cho đất và để nghỉ cho tức khỏi là không có tưới gì hết, để khô ra. Dạ vâng. Ừ. Em để đất nghỉ luôn. Tại vì thật ra em cả dưới vườn nên cũng hơi rộng. Vì có nghĩa là vì mình làm không xoài nên em cho nó nghỉ. Nhưng mà em thấy thế thì trồng nó lại tốt. Nó như đợt này em để nó nghỉ 2 tháng tại mùa mưa trên này nó cứ xối xuống nó không ấy được. Nói chung là ở đây nghỉ thì ở dưới kia mình trồng. Dạ vâng. Mình có hai khu vườn mới.
Thế lập cái vườn sân thượng này bao lâu rồi ha? Em mới làm, nếu mà chính thức thì chắc chỉ độ một năm trở về đây thôi. Em làm từ Tết đến giờ đấy. Từ Tết đến giờ. Như là cái nhà này cũng từ Tết đến giờ đó. Không, dàn này hồi em làm hồi tháng 5. Mới đây. Dạ vâng. Hết 30 chai. Hơi sốc của. Nhưng mà đam mê quá rồi nên là rồi. Cũng phải lỡ mê rồi. Dáng thôi. Lỡ mê rồi đấy. Thì bây giờ có cái vườn như thế này thì thích không? Thích chứ anh. Sáng chiều là về là chỉ có lên thôi và ra chuồng gà. Chính xác, đi lượm trứng. Đi lượm trứng gà và lên rau. Nhưng mà cái cảm giác anh biết không, khi mà cắt cái lá cải xanh xuống mà nấu canh với tôm tươi. Wow, nó ngon. Em có thể ăn cái đấy thôi, không ăn cơm luôn. Mỗi đứa hai quả đủ chưa? Quả đủ chưa? Đây ông xã mình ông ấy làm cho hai dàn cà chua, nhưng mà thay vì mình á bắt cái ngọn nó lên trên cao, nhưng mình mới trồng mình tham quá. Mình mới cho nó bò ra đây một tầng, xong cái tầng trên vẫn bò lên. Và bây giờ các bạn nhìn này, quả nhỏ rất nhiều và hoa cũng sai nữa. Thế là được ăn. Nhưng lại, mà tầng dưới thì được quả ăn, đã chín đỏ hết rồi đúng không? Được ăn lai lai thì tốt quá. Và mình cũng đang gieo hạt tiếp theo nữa đấy. Đang gieo để chuẩn bị trồng nữa. Chị gieo là cũng phải ngâm ủ đàng hoàng hả? Đúng rồi, gieo mình ngâm vào nước ấm ấm đấy, xong rồi cái mình bỏ ra mình quấn vào giấy, rồi khi hạt nó nảy mầm. Giấy là giấy vệ sinh đó. Đúng là giấy vệ sinh. Và mình gieo ở đây là ngày mùng 10 tháng 10 ta đây này. Nhà mình trồng cây thì mình cứ hay lấy ngày âm lịch. Mà các bạn nghĩ làm sao mà mình hay chọn ngày mùng 10 với 10 rằm mình trồng cây không? Là vì ngày xưa các cụ bảo rằng á, mình trồng vào những ngày trăng tròn và trăng gần tròn thì cây sẽ mau tốt, sẽ cho quả sai và nảy mầm nhanh. Cho nên là nhà mình cứ trồng vào ngày mùng 10 hoặc là 15 âm lịch của hàng tháng. Hay cái cây thế. Cà chua này là 3 tháng mấy rồi Ngọc Hồ? Dạ. Đó. Rồi, đất này là đất tự nhiên. Đất này là đất đó phân trộn nhà mình đấy. Xong cái phân rồi phân bò ủ. Phân bò này, do chấu này, sơ dừa này, vỏ đậu phộng này. Đó, mình ủ. Ủ theo lớp hả chị? Đủ theo cái từng lớp một. Mỗi một lớp như vậy mình lại cho thêm cái men ủ vi sinh vào đấy. Để cho nó mau mục. Thì bây giờ sang mùa khô mình vớt ra thôi, chứ mùa mưa đó mình sẽ đợi một hai trận nước mưa mình lại đậy vào. Nhưng mà cái đống này là mục rồi. Đống này mục này thì là ủ trong bao lâu ha? Thường là mùa mưa ủ cũng phải đến 6 tháng. Úi giời. Rồi khi nào mình trồng, khi thấy đằng trước vườn cũng một đống nữa. Khi nào trồng mình lại kéo ra mình trồng. Thì rồi khi cây cà chua này đó thì nó thích nắng, cho nên mình phải trồng ở cái chỗ mà nắng cả sáng cả chiều là nó sẽ tốt. Nắng cả và sáng khi cây cà chua mà bắt đầu ra hoa rồi đó thì mình sẽ bón cho cà chua là vỏ trứng. Ở đây thì mình xin được cái vỏ trứng cúc ấy. Đúng không? Mình về mình ủ cái kia mấy bịch vỏ trứng cúc đó. Đó, xong rồi khi cây cà chua không cần phải cà chua hoặc là mướp bầu bí cũng thế, mình sẽ mang cái vỏ trứng cúc này mình đập dập ra, mình lại trộn tiếp vào mấy cái phân mình đã trộn đây. Thế rồi mình bón cho nó bồi lên trên. Đúng rồi. Rồi cái ngoài ra thì ví dụ như mình đi chợ mình xin được đầu tôm đầu cá đấy. Mà mình về đó mình sợ nó hôi á thì mình luộc nó lên, xong rồi mình để nó nguội, cái mình bới xa xa những cái gốc cây ra rồi mình đổ xuống, mình chôn xuống, mình lấp đất lại. Thế là cây nó cứ thế nó ăn thôi. Có phân cá này trùm thế hả? Vâng, có. Thì chứ chị không có bỏ cái phân vô cơ nào hết hả? À, ngoài ra là có cái phân Trimix của Trimix là đúng rồi, Trimix đấy, của đầu trâu đấy. Của cái vậy hãng Bình Điền đấy. Họ cũng kêu là nhà sản xuất cũng kêu là hữu cơ đúng không? Đúng rồi, đúng là phân hữu cơ vi sinh gì thì đó. Nó cũng kêu ở trong đấy là có đầu tôm, đầu cá rồi những cái gì đấy. Đó, rồi mình cho thêm vào, nhưng mà thường cái phân ấy nó hôi lắm. Nó hôi cái mùi tôm cá lắm.
cho nên là mình nhiều khi mình đi chợ. Theo em nghĩ xin... là nó khoác cái danh nghĩa hữu cơ cho nó cũng nhưng mà mình thấy đây này cứ trồng như nhà mình là cũng làm theo phản ứng hóa học lắm, rồi nó xịt hương liệu vô như vậy. Đến như cứt bò mà còn làm chả mà. Rồi cái ngoài ra thì mình ngâm vào cái can. Đấy, mình ngâm vào cái can xong rồi cái lâu ngày đó mình cái nó không còn mùi hôi nữa đâu. Cái mình rót nó ra một ít nước rồi cái mình pha loãng. Hàng tuần mình tưới cho cây. Đó, của nhà mình đây. Còn khi cây bị sâu si thì mình lại xịt bằng cái dung dịch tỏi ớt, gừng, rượu. Nhưng bây giờ mình mua thêm 200g thuốc lào nữa, mình cho vào đấy mình ngâm luôn. Chống sâu vẽ bùa đúng lắm. Đúng rồi, đúng rồi. Gọi là chống thôi chứ thực ra đó phòng cũng chỉ phòng ngừa thôi chứ cho nên các bạn trồng cây thì các bạn phải thăm chừng. Ví dụ như cây nó có hiện tượng nào đấy mình biết mình chữa ngay, chứ còn nếu khi nó bị vàng lá hay nó thối gốc hay nó bị sâu nó ăn quá rồi thì nó sẽ hỏng cây, đúng không? Cái quá trình mà tạo ra được cái vườn này là mất nhiều công sức không anh? Thực ra thì lúc mới đầu thì nó cũng rất là khó khăn anh hiểu, nhưng mà đến lúc mình làm có kinh nghiệm rồi mà mình xếp sắp nó khoa học bài bản thì nó rất nhàn. Đây tôi nói ví dụ chẳng hạn như là đất nhá. Mình trên này đất thượng này. Đây đây. Đó anh thấy không? Tôi thiết kế riêng đây này. Nhìn không? Đây là cái tòi này. Đó. Đó. Tòi ở đây là tòi đất lên. Thì thực tế là cái tòi này thì mua nó có 3 triệu bạc thôi. Với lại cái khung sắt để hàn mất khoảng bằng đấy tiền nữa. Thực ra thì 6 triệu thì đúng là nó cũng tiền đấy, nhưng mà nó không phải quá lớn, tôi nghĩ là vậy. Thế và đất đây này, anh thấy không? Mình vứt vào tòi đây, mình tòi lên. Thế sau khi tòi lên thì trên này tôi anh thấy không? Tôi lại thiết kế một cái xe. Thấy không? Vứt lên đây và ẩn vừa. Quá công phu. Thấy không? Tức là rất nhẹ, nó không tốn cái công sức của mình. Tức là chỉ một tay đây anh ẩn được cả. Ẩn luôn. Cái xe nó bon như cái tượng mà. Nhưng mà cho đấy cũng là một cái kinh nghiệm để mình giảm tải cái sức lao động. Chứ còn ai đi mà vác được từng bao đất lên trên tượng nó chết. Đấy, sở dĩ như vậy mới làm được. Cái thứ hai nữa là khi mà mình trồng chăm bón thế, tức là ví dụ chẳng hạn là nước, anh thấy là mỗi một góc đây là chúng tôi đều có một cái vòi và một cái dây dẫn này. Thì khi mình tưới thế đến góc nào cái là mình có thể xịt nước ra. Đó là cái vòi, chứ mình không phải là đi khắp vườn hoặc là dẫn loằn ngoằn gì cả. Cái thứ ba nữa là ngay từ cái khâu thiết kế kể cả từ những cái bồn rửa này để cho nó chống cái đất nó rơi xuống, mưa nó cũng không gây đến thôi thì nó cũng không gây bẩn. Và ở dưới cái gầm này nó rất là cao thì khi quét trọn nó cũng dễ. Đó, đấy những cái đó là chính là những cái mà để nó giảm cái sức lao động. Anh hiểu không? Thế còn cái vấn đề ví dụ chẳng hạn như là cái để làm sao mà nó không sâu bệnh chẳng hạn. Đây nhìn thấy cái khay của tôi đây này. Đó, nó không có sâu bệnh gì cả. Là mình không dùng thuốc. Còn nếu dùng thuốc thì nó dễ lắm. Nhưng ở trên này là mình trồng nhà ăn mà. Thì tất nhiên là không phải có thuốc. Thậm chí phân đạm tôi cũng không bón. Thì cái này nó liên quan từ cái khâu chọn giống, ủ đất, lẫn cái cách bố trí vị trí, lẫn cái cách chăm sóc. Mỗi thứ nó tác động một chút để nó không gây sâu như bệnh. Như anh lấy đất với phân gà, anh bỏ trong bao, anh ủ thì trong bao lâu anh? Đây ví dụ chẳng hạn hoặc là có lần, thêm cái chất gì không? Mỗi lần tức là khi mà thu hoạch xong cái nhá, thì rải một lượt cái phân gà ủ với chấu lên, sau đó tôi rắc một lượt vôi bột, rồi đậy một lượt ni lông, ủ trong vòng độ 2 ngày, rồi. Tưới ẩm lên thì bản chất của cái phân gà gặp vôi bột thì nó rất là nóng, anh sờ vào nóng dãy tay luôn ạ. Lúc đó là các sâu bệnh chết hết. Và trứng sâu cũng tức là nó cũng giảm thiểu, vôi còn tránh làm sao được tuyệt đối. Vôi bột là có tác dụng mà vôi bột diệt mấy cái con đúng rồi, trứng đó mà. Con có trứng hoặc là không, nhưng mà anh phải ủ cơ. Phải đậy cái lớp ni lông đi. Nó hấp hơi lại trong vòng 2 ngày gì đấy. Sau đó anh mở ra thì anh xới lên anh tưới và lúc đó anh trồng. Thế và cái thứ hai nữa là anh trồng xen kẽ đi. Đứa trước trồng cải thì đứa lại trồng mùng tơi, đứa sau lại trồng cái khác. Nó xen kẽ đi. Thứ ba nữa là anh tưới chăm sóc
Đấy, cũng như tôi nói đó, cùng thì mùa mưa nhưng mà anh tưới buổi sáng, buổi chiều nó tác dụng rõ rệt khác nhau. Ví dụ chẳng hạn như là buổi sáng tưới nào nó có tác dụng như thế, anh hiểu không? Còn nếu anh tưới buổi chiều thì... Tưới buổi buổi chiều tối thì mà tưới lên lá thì dễ sâu bệnh. Đúng rồi, dễ sâu bệnh hơn. Không, đấy là chỉ mùa mưa thôi, còn mùa nóng thì anh biết ban đêm gió một lúc thì nó khô thì mình không sợ. Rồi. Nhưng mà cái mùa mưa á, hoặc là như ở ngoài Bắc là những cái khi mà trời lùm nắng nóng ấy, là rất là nguy hiểm. Mình chăm bón mình phải có cách. Đấy, tức là mình cứ làm mà nó khoa học đi thì nó cực kỳ nhàn. Cả cái vườn này của tôi anh biết mấy trăm mét vuông thì thôi, nhưng mà gần như một mình tôi tranh thủ làm rất đơn giản thôi, chả có gì cả, có cái gì đâu mà. Lý do là mình sắp xếp nó khoa học rồi, rồi mình biết cách thì nó cực kỳ nhàn. Cái thứ nữa là những cái loại cây á, bởi vì trên sân thượng nhìn thế này thôi nhưng mà từng cái vị trí nó cũng sẽ có những cái gió lắng khác nhau. Rồi. Những cái vị trí mà giáp nhà hàng xóm nó bị lắng che khuất thì mình phải trồng những cái cây mà nó ưa bóng mát thôi. Còn những cái cây mà những cái vị trí nắng thì mình lại phải trồng cái cây nó ưa nắng. Chứ mình cứ trồng linh tinh từng vị trí một nó không đúng thì cũng là cái tác nhân mà để gây sâu bệnh nhiều và cây nó không phát triển được. Đó. Thế thôi. Nói về cái lưới nha, mình cái thùng là thùng sơn, thùng đường sơn đúng không? Cái mình tự khoét một cái chỗ thoát nước. Còn bên dưới là mình vẫn trữ được khoảng 5 cm ha. Dạ, thằng này chắc phải cao hơn anh. À. Thằng này chắc khoảng 7-8 cm, thậm chí là 7-8 cm. Dạ. Là bên dưới vẫn còn một lượng nước. Ở ngăn cách đây là có cái gì để ngăn đất không hay là đất thả xuống luôn? Nó có một cái rổ anh. À cái rổ. Dạ, úp ngược đúng không? Một cái rổ vô là mình đục cái lỗ xuyên qua cái rổ. Làm kiểu dạng ếch bóc á. Ếch bóc. Cho cái thằng này thì được cái trái to chứ đường nó không cao lắm. Như làm đất là bao gồm là hồi nãy nói đó. Phân hữu cơ thứ gì mà mình có đúng không, trộn với trấu đúng không, với vỏ trấu, sau đó thì bao lâu thì mình bón tiếp nhà uống thuốc nha. Uống thuốc á hả? Hả, ở đây là dưa hả? Hả, dưa em trồng là bán thủy canh, tức là cái này cái phân bón mà hữu cơ chỉ là lúc đầu thôi. Sau đó sẽ ăn dung dịch dung dịch thủy canh hàng ngày theo cái hàm lượng mà mình kiểm soát. Ví dụ như cây nó nhỏ nhỏ thì mình ăn cho ăn khoảng 600 thôi. Lớn lên xíu thì tùy thời tiết, ví dụ thời tiết mà nó nắng gắt á thì mình có thể cho nó ăn 800, 1000, hay là khi mà đủ lá thì ăn 1400. Ngàn tư rồi 800 là cái gì á chị? Ví dụ như mưa thì mình giảm xuống. Ý là cái chỉ số gì mà 800, 1000? PPM anh. À, PPM hả? Dạ. Vậy thì mọi người tự tìm hiểu trên Google nha. Cảm ơn Thích Trồng Cây TV nha, vì hơn 20 năm rồi chưa tới nhà bạn. Nhờ anh Ngọc Hồ với kênh này mà được bạn nó cho tới nhà chơi. Nhờ được ăn dưa lưới được cho ăn nó. Dưa lưới nữa. Nhờ nó trồng ha. Được nói chuyện nữa, lát nữa về là còn có quà nữa.